Anh xin chào khán giả trước. À, chào quý vị và các bạn. Vâng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả đoàn của mình đi bộ dưới đáy biển ngày hôm nay. Và trước hết mình xin tư vấn với các bạn là đi bộ dưới đáy biển thật sự rất an toàn. Một người sẽ kèm một người. Và việc đầu tiên các bạn cứ việc bước chân xuống cầu thang, nước ngang vai và các người sẽ đưa cái mũ này trùm vào. Và cái mũ này nó sẽ không bao giờ vào nước và luôn luôn lúc nào cũng có hơi cho mình thở, cho nên các bạn thở tự do thoải mái giống như mình đang đứng thở trong bình như thế này. Và sau khi người hướng dẫn đưa mình đi xuống thì chắc chắn rồi nó sẽ bị ù tai. Cứ mỗi lần bị ù tai thì các bạn chỉ việc nuốt nước bọt, nhớ nha, nuốt nước bọt nó sẽ hết ù, hoặc là họ có tay vào trong mũi bóp mũi lại, đẩy mạnh hơi lên mũi nhưng mà không cho ra mũi thì tự nhiên nó sẽ nén ra tai. Cái đó là cách mình cân bằng áp suất. Nhớ nha, một là nuốt nước bọt, hai là thò cái tay vào trong mũ. Nước không vào trong mũ được, cho nên các bạn cũng yên tâm. Ở dưới đây biển thì tự nhiên có một người sẽ luôn luôn lúc nào cũng giữ một bên bạn như thế này. Và dìu mình đi thoải mái tự do và sẽ có người chụp hình và quay phim cho mình. Cứ nhìn thẳng vào trong máy hình nha. Và có thể là tạo dáng thoải mái. Nhưng mà không được bơi, không được cùng vẫy. Chỉ việc đi bộ thoải mái và ngắm nhìn san hô và nhìn cái người chụp hình cho mình nha. Và ở dưới nước mình không nói chuyện với nhau được, cho nên mình nói chuyện với nhau bằng ký hiệu ở dưới nước. Người hướng dẫn thường xuyên hỏi thằng bạn ok không, nếu ok đấy là ok, không ok lắc tay như thế này, có vấn đề ở đâu mình chỉ vào ở đó, hoặc là mình muốn đi lên thì mình chỉ đi lên vậy thôi nha. Ok. Và họ người hướng dẫn sẽ đưa mình đi lên, sau đó hướng dẫn lại cho mình một lần nữa, sau đó lại mình xuống tiếp tục, không vấn đề gì cả. Rồi các bạn hiểu rõ chưa? Vâng. Rồi bây giờ mình sẽ lần lượt từng người một nhé. Bây giờ chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rồi. Hô to cái nào, nhà mình sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, number one. Ok, chúc các bạn thành công nha. Xoay người lại. Rồi. Lúc đầu cái nhiệt nó vậy mà. Lúc đầu nó vậy thôi. Từ người một em ơi. Em nhúng hết người xuống. Nó ướt đều, đừng có từ từ. Nhúng hẳn người xuống, đừng có từ từ. Đấy. Rồi đi qua đây. Đi qua đây em ơi. Hai nữa, xích qua nữa. Rồi, tay giữ vào đó, chừng nào anh chưa thả tên ra thì thả nha. Rồi, tay trái nha. Rồi, nhớ nha, thở tự do. Nhớ nuốt nước bọt nha. Nuốt nước bọt khỏi bị bùng tay thôi. Bám tay. Thành công thì chắc chắn 5 bạn sau sẽ thành công. Rồi, đây là quang cảnh xung quanh khu vực tàu nhá, xung quanh khu vực tàu đặn của chúng ta. Các bạn thay đồ xong chưa thì ra đây nhá. Rồi, đây là quang cảnh xung quanh khu vực vị san hô của các bạn nhá. Có mấy phòng thay đồ nữa hiểu không? Rồi, đây. Đây là khu vực chứa bình khí này. Còn đây là khu vực là WC này, phòng thay đồ này. Đơn giản thôi. Khách chúng tôi đã thay đồ xong. Chạy đi đâu đây? Đi quay phim. Rồi đây, phòng thay đồ. Rồi. Mình được 4 phòng thay đồ, 5 phòng thay đồ. Một lần mình làm tối đa là bao nhiêu khách nhỉ? Một lần làm tối đa là 14 khách. 14 khách. 14 khách đi xuống cùng lúc. Mình có 14 cái mũ. Còn ở đây nó có cái dịch vụ lặn bình khí tài. Tất nhiên là cái bình nó có hai dịch vụ để cho khách chọn.
ví dụ như khách chưa có bằng thì họ sẽ đi try dive, tất nhiên là đi lặn thử. Còn nếu như mà khách đã có bằng rồi á, thì tất nhiên là tùy theo cái level của cái bằng thì mình sẽ cho khách đi độ sâu. Ví dụ như là cái open water dive thì mình cho nó đi khoảng chừng 18 mét trở lại. Còn sau đó là mình coi theo cái level của người ta là advanced, rescue, master, instructor, vân vân, và tùy theo. Ở đây là mình phục vụ luôn cả chuyên, trước đây là mình phục vụ chuyên về lặn, lặn nước sâu. Và bây giờ có cái nhu cầu của khách Việt nhà mình đó, thì với lại có nhiều khách nước ngoài đến mà họ chưa có lặn lần nào, muốn lặn thử thì mình cũng sẽ phục vụ cho họ đi lặn, được không?